Khoảnh khắc hai người thoát nạn thần kỳ khi xế hộp trượt dài. Đoạn phim gay cấn ghi lại cảnh tượng hai người đi bộ thoát chết trong gang tấc khi một chiếc ô tô gặp tai nạn rồi lao khỏi đường với tốc độ chóng mặt trước khi đâm vào lối lên cầu thang dành cho người đi bộ nơi họ đang đi xuống. Đoạn phim giám sát từ camera an ninh ở thành phố Perm, Perm-Krai, Nga cho thấy chiếc Volkswagen Passat lao về phía vỉa hè với tốc độ cực nhanh trước khi đâm vào cầu thang dành cho người đi bộ vào khoảng 17 giờ 15 phút chiều ngày 22 tháng 8. Cùng lúc này, tại lối đi bộ cũng đang có hai người bước xuống và chỉ có may mắn mới giúp cả hai thoát nạn khi họ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ thời điểm chiếc xe lộn vòng lao đến cách cả hai vài cm. Tình trạng xe mất lái khi đang sử dụng xe ô tô không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người lái xe mà còn có nguy cơ gây ra tai nạn nghiêm trọng. Khi xe ô tô bị mất lái, trước hết bạn cần cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, bởi càng hoảng loạn thì càng khó xử lý tình huống. Sự bình tĩnh giúp tài xế phán đoán được tình huống một cách chính xác, từ đó đưa ra cách xử lý nhanh chóng và an toàn. Điều bạn cần làm lúc này là giảm tốc độ xe bằng cách nhả chân ga từ từ, chuyển xe về số thấp để phanh động cơ. Cơ quan chức năng địa phương cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, rất may không có báo cáo về trường hợp tử vong. Tài xế chiếc xe hiện đã được đưa vào viện chữa trị. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.